chấp 267 thần sủng tiến hóa. Hả? Trống không, thần khí đâu, bảo vật đâu? Đã bảo dựa vào nó để vùng dậy lần nữa, đồ tốt không phải nên chết đầy à? Ký ức về việc trong bảo khố có gì thật ra mất rồi. Nhưng ký ức về cách tìm bảo khố lại rất rõ, ở đây không thể không có món gì chứ. Đương nhiên cũng không thể nói hoàn toàn không có gì, trừ một ít mảnh vỡ ra, chỉ còn lại mấy cái bình nằm la liệt này thôi. Miệng những chiếc bình này đều được đậy kín lại bằng sắt, chưa từng nghe qua có loại bảo vật đỉnh cấp như này tồn tại. Chẳng thà nói là sau khi bảo vật bị đào lên, đồ bên trong nhiều đến mức nhét không vừa nên không được mang đi. Ta ngửi thấy mùi thần đồ. Hả? Thần đồ. Lại là một danh từ mới, đây là thứ gì? Không lẽ trong cái bình bình thường đến tầm thường như này có dấu bảo vật? Thần đồ á, đương nhiên là đồ tốt rồi. Có lẽ là thứ đồ chơi thần dịch bệnh kia tự chuẩn bị cho mình, thứ đồ này rất có tác dụng với thần minh, ngươi nói xem có phải đồ tốt không? Ngươi có thể triệu hoán các ngự thú khác ra đậy, thứ này cực kỳ bổ, năm đó ta cũng từng dùng qua thần đồ, nhưng không nhiều như bây giờ. Không nói nữa, ta xử trước nhé. Cái tên tham lam Phan Đại Hải này, thế mà lại không độc chiếm đồ tốt cho riêng mình. Cảm giác có gì đó là lạ. Tên vật phẩm, thần đồ. Linh dược trải qua vô số rắc rối liên tiếp, tiêu hao rất nhiều bảo vật mới chế tạo nên. Miêu tả hệ thống cho quá mơ hồ, đến bảng tài liệu cũng không có, có vẻ là cao hơn năng lực hiện tại của mình rồi. Đúng là đồ tốt a. Lên đi. Tiểu Hoàng, mở cái bình này ra, Phan Đại Hải nói trong này có bảo bối, muốn chia sẻ cho chúng ta. Thú vị, đến cả mè hoa thịt xiên nướng cũng không chừa lại cho chúng ta một que, thế mà cũng biết chia sẻ với chúng ta. Chất lỏng này đen ghê, cảm giác bên trong có gì đó. A Xuẩn, đưa ta cái thìa. Có rồi. Sao 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 sao, từ mộc mạc thông dụng. Thứ đồ chơi gì đây? Xác ướp, đứa bé. Trông cái đức hạnh của ngươi kìa, đây là xác quái vật con luyện chế thành, không phải nhân loại. Dọa ta phát khiếp, vậy các ngươi ăn đi. Không thích thì đừng ăn, dễ hơn không? Ngươi im miệng. Ừm, mùi vị cũng được. Đây, đây là... Á, ngươi muốn phát điên cũng đừng đốt ta chứ, nóng quá, chết tiết, ngươi làm thật đấy à? Sư tử, hạ nhiệt cho họ đi, được. Vù, bình tĩnh được rồi. Quạc. Cao Bằng, món đồ chơi này có hiệu lực rất mạnh. Ta cảm giác năng lực khống chế thuộc tính băng đã tăng thêm mấy tầng, ẩn ẩn có cảm giác muốn đột phá. Thần đồ này sử dụng ngự thú phẩm chất hoàn mỹ trở lên để luyện chế, hơn nữa bắt buộc phải là con non, cực kỳ hiếm có. Mỗi con ngự thú phẩm chất sử thi trở lên đều khác ngự thú phẩm chất hoàn mỹ, chúng sở hữu lực lượng rất đặc thù. Ngự thú phẩm chất sử thi đối với mình thì không khó gặp, nhưng không đồng nghĩa không hiếm. Trên thực tế ở bộ lạc chỉ có cao tầng và số ít tinh anh mới có thể sở hữu một con, địa tinh thì ít lại càng ít. Muốn cúng còn không kịp, sao có thể mang con non phẩm chất sử thi đi luyện thuốc được, những trưởng lão kia sợ là điên. Nếu thật là như vậy, nguyên nhân dẫn đến ôn dịch chi thần giết người quá vi diệu rồi. Không chỉ con non, mỗi năm đều phải bỏ thêm một lượng lớn linh vật vào mỗi thần đồ. Ở đây có 81 thần đồ, ta nghi ngờ chủ nhân của ôn dịch chi thần này cơ bản đã đập hết thần đồ lên người rồi. Đúng là một khắc thần đồ một lần sướng, nhưng trăm năm gian khổ nghèo gõ cửa. Không nói nữa không nói nữa, có cái ăn thì cứ ăn đi đã. Tiểu Hoàng ngươi ăn thêm mấy bình nữa đi, không chừng có thể mọc thêm lông. Đại Hải, lần này ngươi rộng rãi thật đấy, lần sau khi ta đưa thịt xiên cho con gái ngươi nhất định sẽ nói tốt với ngươi. Tuy rằng nếu ta có thể âm thầm cướp đi tất cả, nhưng dù sao những kẻ nhà quê này cũng không biết giá trị của thần đồ. Nhưng đều là thuộc hạ của Cao Bằng, ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, tướng ăn khó nhìn sẽ bị cô lập. Tên nhóc Cao Bằng kia tuy hơi ki bo, nhưng nếu không có hắn, có lẽ ta vẫn đang trốn trong biển, muốn hồi phục cấp chuẩn thần ít nhất cũng phải nhịn trăm nghìn năm. Hơn nữa, phẩm chất của những ngự thú như Cao Bằng này không hề thấp, chỉ cần không chết trẻ thì thành tích chắc chắn sẽ không thấp. Sau này sẽ là một trợ thủ đắc lực, bộ xương ngốc kia thì không phải nói nhiều, trên người đại tử cũng có bí mật. Năm đó ta chính là bởi vì thần hệ quá ít nên bị đánh đến không có người giúp đỡ, lần này nhất định phải thay đổi. Ha 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 ha, trùng sinh, thần vương, ha ha ha. Vù, ăn, ăn không nổi nữa rồi. Vẫn chưa giải à? Thần đồ ăn xong rồi, cái bình cũng thu lại thôi. Dù sao cũng không thể để người sau này khó lắm mới vào được mà chỉ phát hiện ra mấy cái bình trống trơn đúng không? Hình như có chỗ nào đấy không đúng. Hiểu rồi, A Xuẩn, đưa ta một hộp tinh hạch cấp thấp. Người đến sau trải qua bao nhiêu khó khăn đến đây mà không thấy gì, buồn vui thất thường dễ tăng huyết áp lắm.
có được hộp tinh hạch cấp thấp này cũng có thể coi là phần thưởng an ủi. Hai, ta quá biết nghĩ đến người khác luôn. Ngươi muốn đi à? Ừm, ta phải đi rồi, ta phải về phục mệnh cho chủ nhân. Ta biết chủ nhân Viên Lạc từ lâu rồi. Tập phim hôm nay kết thúc tại đây. Mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé. Ủng hộ kinh phí, edit dịch truyện cho team bằng cách cày view trên các nền tảng này hoặc donate nha mọi người. Chúc mọi người xem phim vui vẻ. Đăng ký kênh và nhấn thông báo để nhận thông báo truyện ra sớm nhất.